Anh test con GRI G0215D đi anh. Ok, anh cũng khá là thích con này dạo gần đây. Đây là chiếc điện thoại GRI G0215D, màn hình 6 inch, độ phân giải 2K, chạy chip Snap 820, 4GB RAM, là mức cấu hình mình nghĩ là ngon nhất trong tầm giá dưới một củ khoai lang. Chấm AnTuTu, máy được hơn 154.000 điểm, khá tốt. Điểm trừ là máy có thiết kế khá cũ, viền trên dưới khá dày, camera tệ, pin không quá trâu do phải gánh màn 2K, chip 820 dễ nóng. Bước qua phần test game, máy có thể cân max setting Free Fire Max ngon lành. Sang tựa game PUBG Mobile, máy chỉ lên được HD và FPS cao nhưng chơi không được mượt mà, có xuất hiện drop ít nhiều. Mọi người nên hạ xuống mượt và FPS cao thì sẽ ok hơn. À, máy cũng có con quay hồi chuyển, cực kỳ ok. Ngoài ra thì mọi người nên bổ sung quạt tản nhiệt vì con chip Snap 820 nóng rất nhanh.